Mai xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự 18h30 chiều nay thứ ba ngày 11 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với các tin tức thời sự được cập nhật. Chiều nay tại trụ sở tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã chỉ đạo hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023. Cùng dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh Hưng Yên đã được triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp và đạt được kết quả khá rõ nét. Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo việc xử lý điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm khách quan, đầy đủ toàn diện, đúng người, đúng tội. Đồng thời, bảo đảm tính nhân văn, nhân đạo của pháp luật, giữ vững đoàn kết ổn định chính trị nội bộ. Bên cạnh kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế như tình hình công dân đi các cấp khiếu kiện ở một số địa phương còn diễn biến phức tạp, tội phạm về ma túy tăng cao, tập trung ở các khu vực công trường xây dựng, tại các dự án lớn trên địa bàn huyện Văn Giang, Văn Lâm. Một số cấp ủy chính quyền, nhất là người đứng đầu chưa thực sự gương mẫu, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng. Sáng nay, Ban tổ chức cuộc thi viết chính luận tỉnh Hưng Yên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ nhất năm 2023 tổ chức họp các thành viên để thống nhất kết quả và dự kiến chương trình trao giải cuộc thi. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 998 bài dự thi. Căn cứ kết quả chấm điểm, Ban giám khảo họp thống nhất, trao tổng số 22 giải. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản khẳng định, với gần 1.000 bài dự thi cho thấy sự tích cực tuyên truyền của các cấp các ngành, các đơn vị trong tỉnh trong việc tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng chí giao Ban tổ chức cuộc thi tổng kết, trao giải trong thời gian từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023, đồng thời lựa chọn tác phẩm xuất sắc để tham dự cuộc thi cấp trung ương. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ và kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy về dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên. Đến nay, diện tích đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng đã được Ban thông báo thu hồi đất và tổ chức kiểm đếm gần 164 ha trên tổng số gần 187 ha. Diện tích đã chi trả tiền bồi thường, thu hồi bàn giao cho chủ đầu tư gần 150 ha. Số hộ đã được chi trả tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng gần 3.100 trên tổng số gần 4.100 hộ. Số bộ trí đã di chuyển được là hơn 750 trên tổng số gần 5.100 ngôi, đạt 14,8%. Số kinh phí đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân trên 740 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 40%, các huyện có dự án đi qua phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích đất phải thu hồi trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Chương trình xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định tăng giá xăng dầu trừ xăng E5 trong kỳ điều hành lúc 15 giờ chiều ngày hôm nay 11 tháng 7. Trên cơ sở điều hành của Liên Bộ, giá xăng dầu tại lần điều chỉnh hôm nay tăng so với kỳ điều hành trước đó. Theo đó, các doanh nghiệp niêm yết giá xăng RON 95.3 ở mức 21.490 đồng một lít, mức tăng là 70 đồng một lít, giá dầu diesel tăng 450 đồng một lít, giá dầu hỏa tăng 400 đồng một lít, riêng giá xăng E5 RON 92.2 giảm 60 đồng một lít. Trước thông tin được phản ánh về tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập năm học 2023-2024 của thành phố Hà Nội thấp kỷ lục, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có ý kiến chỉ đạo. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đơn vị liên quan rà soát báo cáo đầy đủ, chính xác về công tác tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập năm học 2023-2024 của thành phố Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12 tháng 7 năm 2023. Trước đó, một số trang báo phản ánh số thí sinh có cơ hội đỗ vào lớp 10 công lập năm nay ở Hà Nội chiếm tỷ lệ thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây, đạt khoảng 55,7%. Điều này khiến nhiều phụ huynh, học sinh như ngồi trên đống lửa. Không ít phụ huynh phàn nàn, chung cư Hà Nội mọc như nấm sau mưa, trong khi tốc độ xây dựng trường học lại không tương xứng. Thưa quý vị, theo thống kê, năm 2022, tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam là 111 bé trai trên 100 bé gái. Tỷ lệ này đã đưa Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất, đứng thứ 3 châu Á chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Hưng Yên là một trong 10 địa phương có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất cả nước. Ở Hưng Yên, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh diễn ra ở cả 10 huyện, thành phố, thị xã. Nhiều địa phương có tỷ số giới tính khi sinh ở mức rất báo động, như huyện Văn Lâm là 132 bé trai trên 100 bé gái, thành phố Hưng Yên là 130 bé trai trên 100 bé gái. Đáng lo ngại là mất cân bằng giới tính đặc biệt cao ở lần sinh thứ 3 trở lên. Những năm gần đây, tình trạng đảng viên, cán bộ viên chức sinh con thứ 3 có dấu hiệu gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tuyên truyền, vận động người dân trong thực hiện các chính sách dân số. Thời gian qua, người dân ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên bức xúc về tình trạng nước sạch thiếu và yếu, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Theo phản ánh, nhiều địa phương như xã Gia Phạm, Tân Lập, Liêu Xá, Thanh Long, Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, xã Tân Phúc, Bãi Sợi, huyện Ân Thi, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang xuất hiện tình trạng thiếu nước, nước yếu. Trong đó, ở các xã Gia Phạm, Tân Lập, Liêu Xá thuộc nhà máy nước Nam Long Vitexco ở thị xã Mỹ Hào. Đây là nhà máy lấy nước ngầm đã được xây dựng từ lâu, công nghệ cũ, nhu cầu sử dụng hiện nay vượt công suất thiết kế, vì vậy đã xảy ra tình trạng mất nước, nước kém chất lượng trong thời gian dài. Bên cạnh đó, ở một số khu vực nguồn nước bị thất thoát do trong quá trình thi công công trình giao thông, đường ống bị vỡ hoặc người dân đốt rác làm hỏng đường ống. Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu. Trong vụ án này, 54 bị cáo bị xét xử với các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nhiều cựu quan chức bị truy tố đưa ra xét xử, trong đó có bị cáo Tô Anh Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyễn Thị Hương Lan, nguyên Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Chữ Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trần Văn Tân, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Theo cáo trạng, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ, tổ công tác của một số bộ ngành địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay giải cứu. Trong quá trình đó, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, nhiều bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhận hối lộ hơn 164,8 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa làm việc trong 30 ngày. Hôm nay, lãnh đạo phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân một nữ du khách bị tử vong tại bể bơi của một khách sạn trên địa bàn. Trước đó vào khoảng 19 giờ 10 phút tối qua, hai nữ du khách cùng sinh năm 2000, quê ở tỉnh Nam Định, đi tắm tại bể bơi tầng 5 của một khách sạn trên địa bàn phường Bãi Cháy. Một người không biết bơi nên ở trên bờ, khi phát hiện người còn lại có biểu hiện đuối nước liền hô hoán cầu cứu. Tuy nhiên, thời điểm này bể bơi đã đóng cửa nên không có lực lượng cứu hộ. Đến khi bảo vệ chạy lên, nữ du khách đã tử vong. Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Chương trình xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. 2 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương sau khi một đoạn đường cao tốc trên cao đang xây dựng dở dang ở thủ đô Bangkok, Thái Lan bất ngờ sập đổ. Sự cố xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều ngày 10 tháng 7 theo giờ địa phương. Một đoạn đường khoảng 500 m thuộc dự án đường cao tốc trên cao Onnut-Lat Krabang đã sập xuống đường phố bên dưới. Báo cáo sơ bộ cho thấy một cần cẩu đang nâng đoạn dầm bê tông 4 làn bị lật khi đặt khối bê tông lên trụ cầu. Dầm cầu sau đó đổ xuống và kéo theo nhiều dầm cầu khác. Một số kết cấu đã va vào các tòa nhà thương mại ven đường và đè lên ô tô đang lưu thông. Vụ tai nạn khiến 2 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Ngoài ra, vụ việc cũng khiến khu vực lân cận bị mất điện. Cảnh sát đã phong tỏa và yêu cầu ngừng lưu thông qua đoạn đường gặp sự cố. Sau nhiều đề nghị, ngày 10 tháng 7 vừa qua, Hà Lan đã tổ chức lễ trao giải hàng trăm cổ vật bị cướp phá trong thời kỳ thuộc địa cho Indonesia. Buổi lễ trao trả cổ vật diễn ra hôm thứ Hai tại bảo tàng Volkenkunde ở Leiden. Các cổ vật bao gồm các đồ chạm khắc đền thờ thế kỷ 13 đến đồ trang sức và những bức tượng nhỏ. Việc trao trả diễn ra sau thông báo của chính phủ Hà Lan về việc trả lại những đồ vật bị cướp bóc từ cả Indonesia cũng như Sri Lanka. Quốc gia này cũng đang xem xét trả lại một số hiện vật cho Nigeria. Các quốc gia châu Âu khác cũng đã lên kế hoạch trả lại những món đồ đã lấy đi trong thời kỳ thuộc địa của họ. Vào tháng 1, một bảo tàng ở Berlin, Đức công bố kế hoạch trả lại hàng trăm hộp sọ người cho các thổ địa cũ ở Đông Phi. Bỉ năm ngoái đã trả lại một chiếc răng bọc vàng thuộc về anh hùng dân tộc của Congo, Patrick Lumumba. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho biết đầu tháng 7 là tuần nóng nhất từng được ghi nhận trên hành tinh. Biến đổi khí hậu đang mất kiểm soát và tác động lớn đến cuộc sống của con người. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, trái đất vừa trải qua một tuần nóng kỷ lục sau khi biến đổi khí hậu và giai đoạn đầu tiên của hiện tượng thời tiết El Nino khiến tháng 6 trở nên nóng nhất trong lịch sử. WMO cho biết nhiệt độ đang phá kỷ lục trên đất liền và ở đại dương với những tác động có khả năng sẽ tàn phá hệ sinh thái và môi trường. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.